thường biết đấy. Ừ. Cái mặt nha. Ừ. Nào xem chồng mình nấu tay nghề thế nào nào. Ý hụi nấu cả sáng thôi nha. Ua. Ừ, ngon nhá. Ừ. Nhưng mà cái này mà có thêm một tí rau thơm với ớt nữa thì nhất luôn, em đi đấy. Thôi, để chồng đi đấy. Giờ đúng là vô tích sự. Cơm, thế mà chị cũng nuốt nổi đấy. Vô tích sự à? Mẹ, con cũng định mang lên cho mẹ nhưng mà thấy bố mẹ đang ngủ cho nên là con chưa bê lên. Với cả là lâu lâu con nấu ăn sáng một tí. À, cái việc của con đi ạ. Hả? Mẹ lấy vợ về cho con hay là lấy mẹ về cho con đi? Hả? Mẹ không, mẹ nói thế ạ. Sao lại nói thế, là như thế nào? Không được bố mẹ chị dạy cách làm dâu như thế nào phải không? Mẹ... Dạ, mẹ ơi, mẹ nói con như thế nào con cũng chịu. Nhưng mà mẹ đừng có nói bố mẹ con như thế ạ. Này chị đừng có láo nhá. Ơi kìa, mẹ ơi, cái này con nói thật với mẹ, con tự nguyện mà. Con muốn là làm... Thôi nhá, tóm lại nhá, anh lên lấy cái váy mà mặc vào nhá. Mẹ... Gửi cái gì? Gửi cái gì? Eo anh chị. Ngồi đi chơi cháu. Cháu vừa nghe thấy câu chuyện ấy, nhưng mà cháu thấy sao cô khác thế ạ? Khác gì hả cháu? Những việc cô nói với cháu và những việc cô làm hoàn toàn khác nhau ạ. Cô nói cái gì mà cô làm cái gì, cô chả có gì được khác cả. Đúng rồi đấy, mẹ quá khác đấy. Bọn con đang làm theo những gì mà mẹ dặn, mẹ dạy đấy. Dặn cái gì mà dạy cái gì? Thì mẹ không dặn, không dạy trực tiếp nhưng mà mẹ dạy gián tiếp. Bình tĩnh đi cháu, khóc lóc cái gì? Cháu không thể nào mà chịu được nữa. Chắc là cháu phải ly hôn quá. Mày cứ nói linh ta linh tỉnh vớ vả vớ vẩn. Cháu không thể nào chịu được cái sự vô tâm của anh ấy. Ôi giời, đàn ông đàn ai gì mà vô tâm thế. Cái thằng này tệ thật đi cơ. Nên cháu cũng đi làm. Anh nghĩ cũng đi làm. Nhưng mà về anh ấy chẳng đỡ đần cháu việc gì cả. Cháu cứ như là con ô xin ấy. Nhiều lúc cháu mệt mỏi không quá. Ê, khổ thật. Thôi được rồi, cứ bình tĩnh đã. Đừng có hơi tí mà khóc, người thì đã gầy như thế này rồi. Bọn cháu lấy nhau cũng được 2 năm rồi. Nhưng mà cháu chưa có bầu. Mẹ chồng cháu suốt ngày cứ chì chiết, bảo là cháu cau điếc này nọ. Ôi giời, cái bà này. Đi làm thì chớ, cứ về nhà là như địa ngục ấy cô ạ. Thôi, thôi nhưng mà cháu bình tĩnh đã. Cô bảo đây, bây giờ là phải vùng lên, hiểu chưa? Phụ nữ của mình là phải được nâng niu, được trân trọng. Mà lấy chồng ấy, thì phải chồng nó phải làm cái chỗ dựa cho mình. Chứ không phải lấy chồng về để làm ô xin cho nó được đâu. Nghe mẹ nói gì chưa? Nghe từ nãy rồi. Vâng ạ. Thì vùng lên chứ. Ơ, này, điện thoại, nghe đi. Cháu không muốn nghe đâu. Thôi nghe đi. Cháu không nghe đâu. Thôi để cô nghe cho. Alo, Bình à, cô đây. Ừ, này, cô bảo đây, đáng lẽ cái việc của vợ chồng cháu cô không xen vào làm gì đâu. Nhưng cô vẫn phải nói với cháu, thôi phải thương yêu vợ đi, nhá. Mà cô nói cho mày nghe này, tại sao cái Linh vợ cháu đến giờ vẫn chưa có bầu? Là tại vì sao? Con biết nó áp lực, nó căng thẳng quá. Thế nên bây giờ mày là chồng nó, mày phải chia sẻ, mày tâm sự với nó. Và thỉnh thoảng mới đưa nó đi đâu chơi. Đấy, để cho tâm lý nó thoải mái, khắc nó sẽ có bầu. Hiểu chưa? Nhá. Rồi, rồi, thế nhá. Thôi, không khóc nữa, nhá. Hay là mình làm như mẹ nói đi. Thì mẹ nói sao thì mình làm vậy thôi, biết làm nào. Cứ thế. Đây. Tôi nói cho anh chị biết nhé. Tôi dạy là tôi dạy vợ chồng con Linh, chứ không phải là dạy vợ chồng anh chị, hiểu chưa? Nhá. Hóa ra là như thế hả mẹ? Mẹ dạy cháu của mẹ là khi lấy chồng thì phải được chồng cưng chiều, còn với con dâu thì phải ngược lại, đúng không ạ? Này, con không nghĩ là mẹ lại mâu thuẫn như thế. Thôi, Này hóa ra là cô mâu thuẫn à? Cháu thấy cô chẳng mâu thuẫn gì cả, mà là quá mâu thuẫn đi ạ. Nếu nhà mình chỉ có đàn ông thì cuộc đời buồn lắm đấy. Mà nếu nhà mình toàn là đàn ông, chẳng có ai sẻ chia cùng ta. Một mái nhà